Nhiều người gọi ông là nhà khoa học của nông dân, bởi trong cuộc đời làm khoa học, ông đã gắn bó cùng cây lúa với mục tiêu lai tạo ra những giống mới năng suất cao, ít sâu bệnh, để người nông dân bớt vất vả và hạt gạo Việt Nam có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế. Chúng tôi rất là quý trọng thầy. Thầy là một nhà nghiên cứu đa tài, một nhà khoa học thực thụ. Thầy đã để lại cho chúng tôi rất nhiều ấn tượng và tạo ra những giống lúa đột biến của Việt Nam rất quý và những giống lúa thơm chất lượng. Là con người rất là đam mê, nhiệt huyết với nghề và đã có rất nhiều thành công trong lĩnh vực chọn tạo giống. Bằng niềm đam mê và sự nỗ lực của bản thân, ông cùng các cộng sự của mình đã nghiên cứu thành công gần 40 giống lúa, đậu tương, cây ăn quả và hoa. Trong đó có 25 giống lúa năng suất cao được chứng nhận giống quốc gia GT10, GT11, GT13, GT33, A20, GT21, GT22, GT18, GT271, GT122, GT37, PG2, CM1, QU1, CV1, VS1, Sơn Lâm 1, BQ, QP5, QG1, QG4, NPT3, NPT5, GT19, HIK198. Các giống này được ứng dụng rộng rãi tại nhiều tỉnh thành. Một số giống lúa có thể cho năng suất thực tế lên tới 9 đến 10 tấn trên 1 hecta. Đặc biệt, năng suất giống lúa GT10 đạt 200 kg trên 1 sào, trong khi giống lúa nông nghiệp 8 chỉ đạt 140 kg trên 1 sào. Giống GT10 đã được phổ biến sang hàng chục nước trên thế giới với diện tích hàng vài chục triệu hecta. Có nơi như Iraq, năng suất còn cao hơn cả Việt Nam, đạt tới 11 tấn trên 1 hecta. Ông là giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý. Sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuổi thơ của Trần Duy Quý chỉ biết làm bạn với con trâu và đồng ruộng. Bởi vậy, ông luôn thấu hiểu sâu sắc sự khó khăn của người nông dân khi quanh năm phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Năm 1966, Trần Duy Quý được nhận giấy báo đỗ khoa toán Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Say mê toán học, từng là học sinh trong đội tuyển thi toán quốc gia, nên trở thành sinh viên khoa toán là niềm vui lớn đối với Trần Duy Quý. Tuy nhiên, có một bước ngoặt, khi đó nhà trường lại chuyển Trần Duy Quý sang lớp thí điểm sinh học thực nghiệm của khoa sinh vật. Trần Duy Quý bắt đầu dấn thân theo ngành di truyền chọn giống cây trồng. Năm 1970, Trần Duy Quý thực hiện khóa luận khả năng gây đột biến của ba chất ethylene men, dimethysulfat, dithysulfat đến hai giống lúa chân châu lùn và Thượng Hải 2. Khóa luận được đánh giá xuất sắc vì đã chứng minh được các chất hóa học trên có ảnh hưởng rõ đến tỷ lệ nảy mầm, độ sống sót, tốc độ tăng trưởng và phát dục của lúa xuân ở cả hai thế hệ M1 và M2. Nếu điều chỉnh nồng độ của ba loại hóa chất này, có thể tạo ra các giống lúa cho năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh cũng như thời tiết tốt hơn. Và mình được Bộ Đại học điều sang làm cán bộ của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, nay là Bộ Khoa học Công nghệ, và trực tiếp xuống Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên ở Nghĩa Đô, bây giờ là 46 Cầu Giấy, và nó hiện nay là Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, làm ở tại Phòng Sinh vật Viện Khoa học Tự nhiên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Việt Nam, và tiếp tục theo cái hướng nghiên cứu về di truyền chọn giống cây trồng, trong đó tập trung chủ yếu vào cây lúa để làm thế nào tạo ra được các giống lúa mới có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh và các điều kiện bất thuận. Trung thành với định hướng của thầy Phan Phải từ thời học đại học là ứng dụng công nghệ di truyền, đặc biệt là công nghệ đột biến bằng các tác nhân vật lý hóa học để tạo nguồn vật liệu phong phú, phục vụ cho công tác tạo giống
và những giống này phải phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trần Duy Quý đã kiên quyết theo con đường này. Đặc biệt, ứng dụng tập trung cây lúa là chính với phương pháp chọn tạo đột biến. Mặc dù thời điểm đó gặp nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu, thực hiện, thế nhưng Trần Duy Quý đã khẳng định thành công của mình khi đã thành công gần 40 giống lúa, đậu tương, cây ăn quả và hoa, trong đó có 25 giống lúa năng suất cao được chứng nhận giống quốc gia. Hiện nay, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Di chuyển Nông nghiệp. Ở vai trò nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc công việc và nhiệm vụ của mình, được nhiều người mến mộ. Giáo sư thì được đào tạo rất bài bản ở nước ngoài về di truyền tế bào và di truyền thuận giống. Sau đó về nước thì giáo sư đã ứng dụng cái chuyên môn để phát huy và đã tạo ra rất nhiều các cái giống cây trồng, đặc biệt là giống lúa. Và sau này thì giáo sư làm viện trưởng, làm công tác lãnh đạo quản lý. Thì giáo sư rất là tận tụy với công việc và giúp đỡ anh em xây dựng các bộ môn, xây dựng viện để liên tục phát triển. Và trong những giai đoạn đầu còn rất là khó khăn thì là viện di truyền nông nghiệp dưới sự dẫn dắt của giáo sư đã tạo ra được nhiều giống lúa, giống ngô, giống đậu tương phục vụ để nâng cao cái sản lượng lương thực và góp phần vào việc xuất khẩu của Việt Nam. Chúng tôi rất là quý trọng thầy. Thầy là một nhà nghiên cứu đa tài, một nhà khoa học thực thụ. Thầy đã giúp chúng tôi rất nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực chọn tạo giống. Tôi đã kết hợp với thầy để chọn tạo ra giống lúa GT18 và GT19, đặc biệt là giống GT18 hiện tại chúng tôi đã chuyển giao cho công ty Thái Thành và đã triển khai rất nhiều trong sản xuất. Tôi là rất vinh dự tự hào khi được làm việc cùng với thầy trong một vài năm, và thầy đã hướng dẫn chúng tôi là cách chọn tạo giống lúa đột biến và chỉ cho chúng tôi rất nhiều những kinh nghiệm và chia sẻ chúng tôi rất nhiều những nghiên cứu về chọn tạo giống lúa đột biến ở Việt Nam và cũng như trên thế giới. Một tuần lại trôi qua và Huệ Chi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với chương trình Đường đến thành công được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10. Và với những hình ảnh mà chúng ta vừa xem từ đầu chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, chào đón và cùng trò chuyện với nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý. Xin chào Huệ Chi. Xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình. Vâng, trước tiên tôi cũng rất cảm ơn ông cũng đã dành thời gian đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý, qua những hình ảnh mà chúng ta vừa xem đầu chương trình thì Huệ Chi đã thấy rằng là một con số thống kê là cho đến thời điểm này thì giáo sư cũng đã nghiên cứu hơn 40 loại giống cây trồng đậu tương, cây ăn quả và hoa. Và trong đó thì có đến 25 loại giống lúa thì đã đạt tiêu chuẩn cho năng suất cao và được công nhận là giống quốc gia. Vậy thì xin hỏi giáo sư tiến sĩ khoa học là những con số này liệu đã phải là những con số cuối cùng chưa ạ? Trong cuộc đời sự nghiệp của tôi gắn chặt với lại Viện Di truyền Nông nghiệp và có thể nói rằng là cùng với các cộng sự của mình qua các cái thế hệ học trò cũng như là đồng nghiệp thì đã tập trung vào ứng dụng cái công nghệ đột biến và di truyền học cũng như kỹ thuật của công nghệ sinh học để chọn tạo các giống lúa và các cái giống cây trồng khác, trong đó có cả đậu tương và hoa. Thế thì cho đến giờ thì Viện Di truyền Nông nghiệp đã cùng với chúng tôi chọn tạo ra được hơn 40 các cái giống lúa khác nhau. Trong đó tôi là đồng tác giả và trực tiếp là tác giả khoảng 28 giống. Thế thì có thể nói rằng là đây cũng là những con số mà gần cuối trong cái cuộc đời sự nghiệp của tôi, vì năm nay đã là 75 tuổi. Và đã giao cho các cái thế hệ trẻ đồng nghiệp cũng như là các học trò tiếp tục cái sự nghiệp của mình. Và chắc chắn là Viện Di truyền sẽ tiếp cái con số đó dài hơn nữa. Vâng, thưa giáo sư, vậy thì những giống lúa đầu tiên thì đã được áp dụng và trồng trọt như thế nào ạ? Giống đầu tiên mà nhóm các nhà khoa học cùng với tôi chọn tạo ra ở Viện Di truyền Nông nghiệp đó là giống GT10, ra đời năm 1990, đúng lúc chúng ta bắt đầu mở cửa và phải tự túc lương thực. Thì giống đó nó có một cái đặc điểm là năng suất cao, chống chịu sâu bệnh khá và thích ứng rất rộng, đặc biệt là chống đổ. Thế thì nó đã thay được cái giống nông nghiệp 8,
mà miền Nam thì thường gọi là giống thần ông Tám. Đó là cái giống lúa mà nhập nội từ Viện Lúa Quốc tế IRI, ra đời năm 1965 và vào Việt Nam từ năm 1968 thông qua cái kênh ngoại giao của chúng ta. Còn một số các giống lúa có chất lượng cao, thí dụ như BQ, QP5 hay là VS1 hay là Sơn Lâm 1 thì chuyển giao cho công ty giống cây trồng Trung ương, công ty giống Hà Tĩnh, công ty giống Nghệ An, công ty giống Thái Bình. Thì đây là cái giống mà hiện nay đang phát triển rất mạnh ở các cái khu vực miền Trung từ Tây Nguyên trở ra. Và đặc biệt cái giống Sơn Lâm thì nó còn phủ được ở cả Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Vâng, thật là tuyệt vời khi mà hạt gạo của Việt Nam chúng ta đã được phủ rộng trên khắp tất cả mọi miền của Tổ quốc, đúng không ạ? Vậy thì thưa giáo sư, thông thường để có thể nghiên cứu thành công một loại giống thì có mất nhiều thời gian không ạ? Nghiên cứu một loại giống tối thiểu phải 6 năm. 6 tức năm. Là 12 vụ. Nếu trồng ở trong miền Nam là 18 thế hệ, còn ở phía Bắc là 12 thế hệ. Đấy là những nghiên cứu thông thường mà gặp may và tập trung. Đấy là những cái trường hợp mà mình nắm được các cái công nghệ, nắm được cái kỹ thuật và nắm được những các cái kỹ năng để mà lựa chọn. Bởi vì khi mà chọn lọc thì đòi hỏi anh phải nắm vững được nguyên lý di truyền của các đặc tính giống. Và đặc biệt là cái tác động môi trường thì nó lại thể hiện với các cái giống lúa, nó biểu hiện khác nhau. Mỗi năm nó lại khác. Cho nên nếu anh không ghi chép cẩn thận thì đôi lúc anh lại chủ quan và đánh giá nó sai đi. Đôi lúc lại bỏ qua những cái tốt mà lại không duy trì tiếp được. Có những năm nó bị che lấp, chứ không phải là lúc nào nó cũng thể hiện tất cả những cái gì đẹp nhất cho mình. Cho đến bây giờ thì là giáo sư tiến sĩ khoa học đã có đến tận hơn 40 loại giống, thì quả thực là một cái khoảng thời gian mà để dành cho nghiên cứu là vô cùng lớn lao. Vâng ạ, thưa giáo sư tiến sĩ khoa học, chắc hẳn là trong cái quá trình nghiên cứu thì ông cũng đã gặp vô vàn những cái khó khăn, đúng không ạ? Cái khó khăn nhất tức là các cái cơ sở vật chất và các cái điều kiện máy móc thiết bị để mình có thể ứng dụng được những cái công nghệ mới nhất. Thí dụ như là nếu áp dụng cái công nghệ hạt nhân thì trước đây mình phải sử dụng các cái máy móc của nước ngoài, tức là gửi đi Liên Xô hoặc là Trung Quốc hoặc là Nhật Bản để chiếu xạ. Nhưng những năm gần đây thì mình có điều kiện kinh tế mà mình nhập được, và đặc biệt Viện Di truyền Nông nghiệp cách đây khoảng 2 năm thì có một cái dự án quốc tế của cái nguyên tử tổ chức năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thì viện trợ và mình mua được một cái máy đặt tại Viện Di truyền Nông nghiệp, thì anh em có thể sử dụng cái đó để chiếu xạ những cái liều thích hợp nhất có khả năng gây nên được những cái biến dị di truyền có lợi để mà chọn tạo giống. Hay là việc tổng hợp các cái chất siêu đột biến spam mutagen thì mình hầu hết phải nhập từ nước ngoài. Giáo sư có thể chia sẻ lại cái cảm xúc của mình của những giống lúa đầu tiên mà mình đã nghiên cứu thành công không ạ? Khi ra đời cái giống lúa GT10, GT có nghĩa là di truyền mang tên viện, 10 có nghĩa là điểm 10, thì chúng tôi vỡ òa những cảm xúc khó tả. Bởi vì cái đó nó hay ở cái chỗ là khi Bộ trưởng Nguyễn Công Tạng lúc bấy giờ vừa chuyển từ Phó Chủ tịch Thường trực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sang làm Bộ trưởng, thì nghe đến cái giống của Viện Di truyền Nông nghiệp đang trình diễn ở Bắc Từ Liêm, xã Liêm Mạc, Bắc Từ Liêm khoảng 3 hectare, tức là 3 vạn mét vuông, cấy liền khoảnh. Thế thì nghe tin đó thì đồng chí cục phó cục khuyến nông của cục trồng trọt ngày xưa là anh Quách Ngọc Ân dẫn đồng chí bộ trưởng lên thăm vào một buổi chiều tháng 5, cuối tháng 5. Thì anh ấy lên anh đỡ gàng thấy cái giống lúa nó cứ vàng ươm, rất đẹp, bông to chĩa mẩy. Thì anh hỏi đây là cái giống gì? Báo cáo là đây là giống GT10 chúng tôi đặt như thế. Thế mà đã cao khảo nghiệm chưa? Và báo cáo anh là mới làm thử nghiệm và cũng chọn lọc rất kỹ, nhưng chưa gửi khảo nghiệm quốc gia, thông qua khảo nghiệm nhà nước. Thế thì anh Tài bảo không, bây giờ nếu các cậu đồng ý thì tôi ngày mai sẽ điều toàn bộ trung tâm khảo kiểm nghiệm giống quốc gia lên đo đếm toàn bộ và theo đúng cái tiêu chuẩn của nhà nước. Thế là hôm sau thì trung tâm, 5 cán bộ của trung tâm lên gặt đo đếm thực thu rồi lấy tất cả các yếu tố để về cân đo đếm, và sau một tháng
thì có báo cáo lên Bộ trưởng và Bộ trưởng đã chỉ thị cho vụ khoa học và đồng chí Thứ trưởng lúc bây giờ ký quyết định chính thức công nhận đặc cách giống lúa GT10. Thế cho nên chúng tôi vô cùng sung sướng. Với mỗi một giống lúa với khoảng thời gian là trung bình 6 năm để có thể nghiên cứu được thành công và bao nhiêu năm tháng như thế với rất nhiều những kết quả nghiên cứu như vậy thì Huệ Chi rất quan tâm rằng ạ, vậy thì đã có khi nào là có những nghiên cứu bị thất bại không ạ, thưa giáo sư? Trong nghiên cứu thì đúng là nó có những thành công và thất bại, nhưng mà những cái thất bại nó lại là tạo nên những cái đà để cải tiến và đặc biệt là rút kinh nghiệm cho các anh thế hệ trẻ và sau bản thân chúng tôi cũng rút được kinh nghiệm. Không phải cái nào cũng thành công. Lai rất nhiều tổ hợp, xử lý hàng mấy chục giống liền một lúc để rút ngắn thời gian và tạo điều kiện, vì mỗi một lần gửi bay sang Liên Xô thì chúng tôi thường gửi được khoảng 15 đến 20 giống. Nhưng trong đó chỉ tạo ra được một số giống mà mang được những các cái mục tiêu như của mình. Lúc mà chuyển giao cho nông dân cũng có những lúc thất bại và phải đền nông dân. Vì chúng tôi xác định là người nông dân là mục tiêu chính, cho nên dân thì rất khổ. Và khi chuyển giao những cái tiến bộ này thì chúng tôi rất tâm đắc những cái câu nói và bản thân chúng tôi cũng đã hứa với lại trước viện và lãnh đạo bộ là gì? Tuyệt nhiên không bao giờ được thí nghiệm trên lưng người nông dân, mà phải lấy nông dân làm chủ lực. Thất bại, anh phải hỗ trợ và đền cho dân để người ta có những cái để tiếp tục làm những cái mới. Vâng, đúng như những gì mà ông vừa chia sẻ thì quả thực là thất bại sẽ luôn luôn xuất hiện trong cái quá trình nghiên cứu, đặc biệt là trong những cái công tác nghiên cứu của các nhà khoa học thì luôn luôn là sẽ có những cái điều đấy. Vậy thì với những cái chặng đường có thể nói là tương đương gần 50 năm đúng không ạ? Vậy thì cho đến thời điểm này, điều gì khiến giáo sư thấy trăn trở nhất khi thực hiện những công việc của mình ạ? Cái điều trăn trở nhất của chúng tôi là muốn làm thế nào truyền lại được những cái kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Bởi vì là mình cũng đã 52 năm tập trung nghiên cứu cho cây lúa. Thế cái điều trăn trở nhất tức là làm thế nào để anh em vẫn có những cái nhiệt huyết để làm. Tuy nhiên ấy, thì bây giờ do phát triển kinh tế của đất nước nó càng ngày càng phát triển, rất nhiều ngành nghề khác nhàn nhã hơn và thu nhập cao hơn, thì cái ngành làm về nghiên cứu về di truyền chọn tạo giống lúa rất vất vả và khó khăn, nhưng nó đảm bảo an ninh lương thực và đặc biệt không thể thiếu được khi một đất nước muốn bền vững về an ninh lương thực. Vì vậy Đảng và Nhà nước cũng phải lưu tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cán bộ nghiên cứu về chọn tạo giống các cây trồng, đặc biệt là các cây lương thực. Thí dụ như kinh phí cho các đề tài, rồi thì chế độ cho những người làm ở đồng ruộng. Chứ hiện nay là những cái đó bị xem nhẹ và thường để anh em, thì cho nên là nó phân tán và làm cho giảm đi những các cái nhiệt huyết của anh em khi nghiên cứu về những cái lĩnh vực này. Vâng, thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư cũng có chia sẻ rằng là sau 52 năm gắn bó với cây lúa cho đến bây giờ, vì lý do tuổi tác thì giáo sư cũng đã tạm thời, gọi là tạm thời thôi đúng không ạ? Chia tay với những cây lúa để có thể tiến tới nghiên cứu với những đề tài khác mà giáo sư cũng vừa chia sẻ, đó là nghiên cứu những giống cây trồng là cây hoa đúng không? Giáo sư có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này được không ạ? Vâng, được. Tôi thì rất say mê về hoa và cây cảnh. Song song cái trong quá trình mà nghiên cứu, tôi ham mê hoa lan đã được hơn 30 năm rồi. Wow. Tức là cái lúc mà mới 45 tuổi, đang là sung sức nhất của cán bộ nghiên cứu, thì đã thích hoa lan và đã sưu tầm một cái tập đoàn hoa lan rất phong phú ở cái vườn nhà mình, và cũng xây dựng cái trung tâm hoa cây cảnh cho viện và định hướng cái đó. Vì tôi cho rằng là dứt khoát an ninh lương thực sẽ giải quyết xong, và đất nước chúng ta phải ăn ngon mặc đẹp và có những thú chơi tao nhã của cha ông chúng ta từ trước. Hoa lan thì được từ vua Trần trước đấy cũng đã có, và đặc biệt vua Trần cũng đã chơi và đã sau này phổ cập, và đặc biệt các nước trong vùng họ phát triển rất mạnh. Gần 70 năm qua trong cuộc đời nghiên cứu khoa học, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý luôn lấy người nông dân làm động lực, mục tiêu để cho ra đời nhiều sản phẩm khoa học nông nghiệp có giá trị. Ông như cánh chim không mỏi, vẫn hàng ngày lao động, truyền cảm hứng sáng tạo, say mê cho những thế hệ kế cận.
Đây là công việc hàng ngày của giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý. Hiện nay, mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý vẫn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, trồng và tạo giống lan. Đây vừa là công việc giúp ông tiếp tục say mê với nghề, với công việc nghiên cứu. Cũng là thú chơi giúp ông có thời gian thư giãn, tận hưởng những thú vui lúc tuổi già. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ khoa học, có thể nói rằng khi được nghe ông nói về việc là nghiên cứu và tìm hiểu những giống cây mới thì thực sự là Huệ Chi thấy rằng là một sự say mê và rất là nhiều năng lượng. Vậy thì thưa ông có quan điểm như thế nào về sự thành công trong công việc ạ? Sự thành công thì nó có rất nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng riêng cái nhóm nghiên cứu chúng tôi thì thất bại cũng là thành công. Vì từ cái đó mình biết rút ra được những kinh nghiệm để không mắc nữa. Cái thứ hai là sẽ cải tiến để tiết kiệm các nguyên liệu và đi tắt đón đầu những các cái hướng nghiên cứu của thế giới. Thế và nếu nó đạt thành công đúng như mỹ mãn như là hoạch định thì quá tuyệt vời. Thì tất nhiên là nó dễ rồi. Nhưng trong quá trình thì không phải dễ dàng. Mà tôi cho rất thấm nhuần cái câu người ta nói là để đạt đến thành công thì không có con đường nào bằng phẳng cả, mà đều phải trả giá, tức là gập ghềnh, khúc khuỷu và phải có những thất bại, có khi cả đắng cay, có khi cả mồ hôi nước mắt, thậm chí là rất nhiều các cái thất bại, thậm chí cả hy sinh những cái danh dự để mà bảo vệ những cái quan điểm khoa học đúng. Đến tham dự trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta còn có một nhân vật nữa. Và chị đã đến đây từ đầu chương trình cũng như là đã quan tâm và đã lắng nghe hết tất cả những chia sẻ cũng như những tâm sự của giáo sư tiến sĩ Trần Duy Quý từ đầu chương trình đến giờ. Và chắc hẳn là với những dự án sắp tới, với những kế hoạch trong tương lai của giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý đang khiến cho người này, vâng, đang khiến cho chị rất là quan tâm. Và ngay bây giờ thì Huệ Chi xin phép được mời nhân vật đặc biệt này lên với cả chúng ta. Và giáo sư tiến sĩ khoa học sẵn sàng để chào đón nhân vật này nữa. Vâng, sẵn sàng. Vâng, xin được chào đón tiến sĩ Võ Thị Minh Tuyển, trưởng bộ môn đột biến và ưu thế lai, Viện Di truyền Nông nghiệp. Xin được chào chị, cảm ơn chị đến với chương trình ạ. Xin được chào giáo sư, xin chào Huệ Chi và xin được chào các quý vị khán giả. Vâng, chị Tuyển thân mến, chị đã đến đây từ đầu chương trình và cũng đã được nghe rất nhiều những chia sẻ, những tâm sự của giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý. Và chắc hẳn bây giờ chị đang có rất nhiều câu hỏi cũng như là có nhiều điều quan tâm hơn về công việc của giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý. Và lúc này xin mời chị có những câu hỏi dành cho giáo sư ạ. Thưa giáo sư, thì theo tôi được biết thì giáo sư đã rất thành công trong chọn tạo giống cây trồng, đặc biệt là với các cái giống lúa. Vậy thì xuất phát từ mục tiêu gì mà giáo sư đã tập trung nghiên cứu các cái giống lúa mà cho cái năng suất siêu cao như vậy? Trong cái Viện Di truyền Nông nghiệp thì dưới sự lãnh đạo của giáo sư tiến sĩ Trần Duy Quý, người sáng lập ra viện, thì đã tập trung vào ứng dụng các cái phương pháp đột biến trong chọn tạo giống cây trồng. Thế thì là một người mà xuất thân từ nông dân, tôi rất là trăn trở khi mà thấy bà con nông dân ở đất nước chúng ta trong những thế kỷ trước ấy, là rất thiếu thốn về lương thực. Và khi về viện thì cũng cùng với tập thể của viện tập trung vào chọn tạo các cái giống lúa có năng suất cao và chống chịu tốt. Khi mà đã đạt được những thành công là hàng loạt giống của Viện Di truyền Nông nghiệp đã có cái tên tuổi thương hiệu, đó là GT10, GT13, GT33 vân vân, thì chúng tôi lại tiếp tục bàn cùng với lại anh em trong bộ môn là lúa lai Trung Quốc họ đã làm được và đã bán sang Việt Nam và bán với giá rất cao, và nó chỉ năng suất cao hơn lúa thuần có 15-20%, thì bộ môn đột biến và ưu thế lai của Viện Di truyền Nông nghiệp đã định hướng nghiên cứu cái siêu lúa. Và trong cái thời gian ấp ủ đấy thì sau 15 năm nghiên cứu thì đến năm 2017 thì cái giống đầu tiên đã được gửi khảo nghiệm quốc gia. Và sau 3 năm khảo nghiệm quốc gia và 2 năm khảo nghiệm trong sản xuất thì giống đã được công nhận chính thức
vào tháng 1 năm 2021. Được biết là giáo sư đã chọn tạo thành công trên 40 giống cây trồng khác nhau, thì trong đó có trên 20 giống lúa. Vậy thì giáo sư có thể chia sẻ hay là bật mí những cái bí quyết gì mà giáo sư đã thành công trong chọn tạo giống lúa như thế để thế hệ trẻ chúng tôi có thể ứng dụng trong cái thời gian tới để chúng tôi cũng noi gương chọn tạo những giống lúa mới được không ạ? Một trong những cái bí quyết nhất để thành công là cái tinh thần đoàn kết và cùng giúp đỡ lẫn nhau trong nghiên cứu, và đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm thành công và thất bại, không nên giấu những các cái bí quyết và những các cái nó gọi là kỹ năng khi xử lý các giống và cách chọn lọc. Tôi lấy thí dụ trong nghiên cứu lúa, các bạn muốn chọn tạo cái giống lúa có năng suất cao thì khi dùng phương pháp lai hữu tính bắt buộc một trong hai bố mẹ phải là năng suất cao, hay là thơm thì phải một trong bố mẹ phải thơm, nếu được cả hai thì càng tốt. Thế còn không có thì không thể, không được, không thể nước lã mà vã nên hồ được, tay không bắt giặc được, mà phải nắm cái nguyên lý đó. Còn trong đột biến thì nó lại khác, anh càng tạo ra được những mức năng lượng bắn phá khác nhau thì sẽ tạo nên những đột biến hoàn toàn khác nhau. Như chúng ta đã biết, gen trội thì bao giờ cũng quy định những đặc tính vượt trội, và gen lặn thì ngược lại. Thế thì dùng các cái bức xạ hạt nhân sóng ngắn hoặc là các chùm ion pin ấy, tức là các chùm neutron hóa hoặc là chùm ion hóa, thì có thể đẩy cái mức năng lượng từ thấp lên cao, cho nên có thể gây ra cái đột biến từ mức thấp mà lên mức cao, cho nên hoàn toàn có thể tạo ra những đột biến có khối lượng nghìn hạt lớn gấp 2 lần so với ban đầu, vì bằng cái công nghệ này là nó đột biến. Tôi còn một câu hỏi cuối cùng xin phép được hỏi giáo sư, tức là bây giờ trong bối cảnh hiện nay, tức là khi khí hậu thay đổi, tức là môi trường thay đổi, dịch bệnh xuất hiện thường xuyên, cũng như là trên thị trường thế giới thì cái chất lượng gạo của Việt Nam cần phải được nâng cao lên. Vậy thì trong cái định hướng nghiên cứu sắp tới của các nhà chọn giống lúa ấy, thì xin phép giáo sư có cái lời khuyên gì để chúng tôi có thể ứng dụng và định hướng trong khi chọn giống lúa trong cái thời gian tới được không ạ? Trong cái tình hình biến đổi khí hậu đang ngày diễn biến phức tạp, nhất là biển dâng, cho nên các bạn trong giai đoạn tới cần phải tập trung theo mình là hai cái hướng chính. Thứ nhất, vẫn phải duy trì các cái giống lúa có tiềm năng năng suất cao, chất lượng khá trở lên để an ninh lương thực. Một cái nhóm thứ hai là ứng dụng các công nghệ hiện đại để quy tụ các cái gen kháng sâu bệnh như bạc lá, đạo ôn, rầy nâu và chịu mặn, chịu úng với lại chất lượng cao, đó là gen thơm và amylose thấp, để tạo nên những cái giống mà phân khúc chất lượng cao phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu, lấy ngoại tệ cao và cho những các cái vùng mà có thu nhập cao. Xin được cảm ơn giáo sư. Vâng, quả thực là với những kinh nghiệm quý báu cũng như là với bao nhiêu công trình nghiên cứu và ngày hôm nay khi giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý chia sẻ ra, thì thực sự là những bài học vô giá để có thể giúp cho những lớp kế cận phía sau có thể nghiên cứu một cách nhanh và hiệu quả hơn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý cũng như cảm ơn tiến sĩ Võ Thị Minh Tuyển đã dành thời gian đến với chương trình Đường Thành Thành Công ngày hôm nay. Và xin được thay mặt chương trình, xin được chúc giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý và tiến sĩ Võ Minh Tuyển thật nhiều sức khỏe cũng như thật nhiều năng lượng để có thể nghiên cứu nhiều hơn nữa những giống cây trồng và những giống lúa mới cho Việt Nam của chúng ta.